Mấy chú công an ơi, mấy chú công an à. Trời ơi trời, đến lúc mà cần thì không thấy công an đâu hết vậy trời. Trời ơi mấy bạn ơi, thôi toan rồi. Mấy bạn ơi, mấy bạn có xem cái tập trước của mình không? Chắc chắn bạn nào xem rồi thì mấy bạn cũng biết rằng là bé Cam của mình bây giờ đã bị bắt cóc rồi các bạn ơi. Mà bây giờ ra ngoài á, gọi mấy ông công an không thấy ông nào trả lời hết các bạn ơi. Thôi xong rồi, Sam ơi, tôi nghĩ rằng là chúng ta nên bỏ cuộc thôi. Chúng ta lạc mất bé Cam mãi mãi rồi. Không kêu ta hơi cao của tôi. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, đứng dậy đứng dậy. Rồi ok. Ôi đừng có khóc nữa, để tôi tìm cách nè. Ôi mấy bạn ơi, bây giờ làm sao đây? Con bé Cam nó đã bị đi lạc mất tiêu rồi. Mà bây giờ á, mà không có ai gọi là kiếm phụ mình hết bạn ơi. Mấy ông công an cũng đi đâu hết trơn rồi. Đâu để mình mở cửa mình vô coi. Mở cửa ra nè, ở coi. Sam, giờ chạy vô trong đó kêu luôn. Trời ơi, mấy ông công an này đâu hết trơn người ta. Ông ơi, mấy chú công an ơi. Từ từ, tôi xuống dưới hầm tôi kiếm coi có ông nào dưới đây không. Mấy chú công an ơi, trong đây không có nè. Trong đây cũng không có luôn. Nhà tù bộ Hồng có không? Không có luôn. Trời ơi chết rồi, mấy chú công an đi đâu hết trơn rồi. Lúc mà cần thì không thấy ông nào hết vậy ta. Sam ơi, ở trên lầu có chú công an nào không? Có không? Trời ơi, không có một con ruồi luôn chứ công an gì trời. Gì mà không có ai hết chị? Giờ này đang đi kiếm công an mà không thấy ai hết các bạn ơi. Thôi toàn rồi. Ôi, kỳ này gọi là không được rồi các bạn ơi. À Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Hay là bây giờ chúng ta không còn trông chờ được vô mấy chú công an ở trong làng Hero Team được nữa đâu. Mấy ổng đi đâu hết trơn rồi. Thôi bây giờ tôi với bà về nhà, kêu anh Dịch nè, kêu Timmy nè, kêu Camui, kêu tất cả mọi người đi kiếm bé Cam, chịu không? Ok, được á. Ok, ôi. đi. Trời ơi bé Cam ơi, con đâu rồi? Ủa Cam ơi. Khổ ghê luôn á, đến lúc mà cần nó thì đâu mất tiêu rồi. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Phá, lui lại, vậy lui. Hả? Vậy? Ở đây trời ơi. Gì? Trời ơi. Cá đâu? Nè, Cam xe nè. Trời. Ủa? Trời ơi. Ôi, Cam kìa. Ủa mà sao tự nhiên con Cam nó lại xuất hiện ở trong quán KFC? Ủa kỳ vậy? Không biết luôn á. Có khi nào mà Cam không phải bị bắt cóc mà Cam nó bị gọi là thèm đồ ăn, nó quay qua KFC nó ăn không? Đâu tôi nhớ đâu Cam ăn cám xe đâu ta. Tôi vô coi. Ủa có ai khai trong quán không? Mèo nó không khai trong quán. Cam ơi, ra đây. Trời ơi con Cam này nó nhìn mình mà nó không nhận ra mình hay sao ta. Cam ơi, trời ơi, nhờ em. Ủa sao khóc vậy? Trời ơi, ủa sao em tới đây làm ở đây làm gì vậy? Trời ơi, cái bà này bà không hiểu gì hết trơn. Bà nói chuyện với Cam á thì bà phải nói chuyện bằng cách của con một con mèo, hiểu không? Là sao? Có nghĩa là vậy nè, con mèo nó kêu sao? Meo. Đúng rồi, bà nói chuyện với cái bé Cam thì bà phải dùng từ meo meo thì Cam mới hiểu không? Ok rồi. Nè coi tôi nè, tôi sẽ nói chuyện với Cam cho bà nghe nè. Cam ơi. Cam ơi. Meo meo. Con mèo ngu ngốc đáng yêu. Tại sao Cam lại bị bắt vào đây vậy Cam? Đó thấy không? Vậy Cam nó mới hiểu không? Ok rồi, để coi cái Cam nói rồi. Cam nói đi Cam. Ôi, ok, hiểu rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, con Cam nó kêu nghe điếc tai luôn các bạn. Trời ơi, cái giọng con Cam nghe nó chua gì đâu luôn á trời. Rồi sao ơi, tôi hiểu Cam nó nói gì rồi. Cam nó kêu á là nó bị một kẻ xấu bắt cóc vào trong đây. Sau đó là cái kẻ xấu đó kêu với cái bà chủ quán nè là bán con bé Cam với giá là 100 triệu. Bây giờ á mình không có 100 triệu là mình sẽ không chuộc bé Cam lại được đâu. Trời ơi, 100 triệu. Ủa vậy sao đi Phong, mình không có 100 triệu luôn á. 100 triệu hả? Yên tâm đi, 100 triệu á thì cùng lắm là chúng ta bỏ bé Cam ở lại đây luôn. Về. Không, về luôn. Ê, trời ơi, sao lần nào bà cũng lấy súng ra bà hù tôi vậy hả? Nhưng mà bây giờ tiền đâu mình cứu bé Cam vợ? Tôi em có biết bây giờ ông phải làm mọi cách để có được 100 triệu chuộc bé Cam về cho tôi. Trời ơi, tôi nói thiệt với bà luôn nha, bây giờ nè tôi bán thân tôi cũng không được 100 triệu nữa, đâu ra 100 triệu cho bà. Sao tôi nào cho bà trông xem nè. Được rồi, trời ơi mệt quá. Ôi, trời ơi bạn ơi, bây giờ làm sao đây, bé Cam nó bị bắt ở đây rồi mà bây giờ cần 100 triệu thì mới chuột nó ra được. Giờ sao đây ta? Ok, Sam ơi, Sam, tôi nói bà nghe nè. Bây giờ muốn có được 100 triệu á thì bọn mình sẽ phải về nhà, bọn mình gom hết tất cả gọi là máy tính nè, gom hết những cái gì có ở trong nhà mình đem hết mình bán đi, rồi mình mới có tiền mình chuột bé Cam được chứ, đúng không? Ok, được á. Ok, đi về. Trời ơi, vậy kỳ này. Cam ơi, đợi chị nha.
Tạm biệt Cam nha. Cam yên tâm, anh sẽ quay lại cứu Cam, yên tâm đi. Đúng ok rồi. Bạn ơi, bây giờ mình sẽ quay về nhà, mình bán hết tất cả mọi thứ, thậm chí là mình bán nhà luôn để mình chuộc bé con bé Cam lại. Các bạn ơi, các bạn yên tâm, mình sẽ cứu bé Cam. Cố lên. Vô nhà Sam ơi, vô nhà coi có gì bán cái đó nè. Để coi có gì đây. Có mấy cái rương nè, bán mấy cái rương đi. Đó, gom hết cái đồ trong rương bán luôn. Mấy cái rương này bán bao nhiêu đồng không? Mấy cái đồ trong rương nè, nhiều quá trời nhiều nè, bán nè. Ok. Ui, có cái hình, cái bức tranh hình hamburger nè, bán luôn. Bức tranh tôi rất là thích nhưng mà tôi vẫn sẽ bán. Rồi tôi lên lầu tôi coi có gì đây. Có cái kệ sách nè, bán cái kệ sách luôn. Lấy luôn. Ok. Ủa, ba cái sách luôn hả? Bán hết mấy cái rương. Bây giờ bà có muốn cứu bé Cam không? Muốn cứu thì phải gom hết đồ đem đi bán, hiểu không? Đâu rồi, vàng, cái vàng PC của bà nè, bán luôn vàng PC. Trời ơi, vàng PC của tôi đưa cho Bill bỏng phá rồi, tôi dùng cái gì đây? Muốn thì phải lấy luôn chứ sao? Lấy cái bàn luôn. Ủa? Lấy cái bàn đẹp, bán luôn. Lấy cái bàn luôn kìa. Lấy cái ghế luôn, rồi. Ôi, ok, lấy luôn mấy cái tủ sách bên đây. Trời okay. Ơi, chờ Doraemon của tôi, ông lấy hết thì tôi đập cái gì? Lấy luôn hai kệ sách trên đây, đó, chuyện tranh của bà tôi lấy hết. Lấy luôn hai cái giường. Đó, lấy luôn cái đường. Không, tại sao ông ngủ? Tại ông lại nằm nãy hả? Trời ơi, tất nhiên rồi, đó. Bây giờ bà cũng muốn cứu bé Cam không? Muốn thì phải làm. Giờ sao đây ta, còn gì nữa không ta? À, bán cái cửa luôn, lấy cái cửa bán. Ok. Ủa không, tôi nói câu nè. Đây tôi nói nè. Vậy. Ủa sao ông khôn vậy? Bà PC ông trăm cụ ông bán bằng hàng PC không là đủ rồi. Vậy, PC của tôi là tôi dùng để chơi game mà làm sao bán được? Tôi chỉ bán PC của bà thôi. Trời ơi, khôn vậy. Ơ là trời. Thôi rồi, còn gì mà đủ bán được rồi, thôi bán thì bán người PC của mình luôn các bạn. Rồi ơi, PC ông là đủ trăm cụ á, đó khỏi cần đó. Không, PC này của tôi á, tôi mua lúc trước là trăm cụ nhưng bây giờ nó xuống giá rồi. Ok, lấy luôn. Trời, PC luôn, lấy luôn cái đồng hồ luôn, lấy luôn cái rương. Rồi em biết nhà mình nhà không ăn phải không? Nhà mình không giờ không còn gì hết trơn. Mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, nhà mình bây giờ không còn gì hết trơn luôn bạn ơi. Trời ơi, chỉ mình ở nhà chuẩn bị bán mọi người ơi. Trời ơi. Mà bây giờ gom từ nãy giờ tôi nghi cũng không được trăm triệu đâu, giờ còn gì bán đâu. Này cái toilet nè, ông có hai bóng đèn nè, lấy luôn. À đúng rồi, toilet. Đúng rồi, gom cái bồn cầu đem bán. Đó. Trời ơi, mình lấy kiểu gì? Gom kính, gom đồ, gom hết tất cả xà bóng đèn đồ, gom hết. Trời ơi. Ok, rồi, xong. Đi. À khoan, còn cái bàn chế tạo lấy luôn. Lấy hết. Trời ơi, bàn chế tạo mà ai mua? Lấy cửa luôn, lấy cửa luôn. Ủa bị điên hả? Bị điên cái giờ, bị điên. Bà muốn cứu bé Cam thì bà phải làm như vậy. Ok, lấy luôn cả hai cái bóng đèn ở đây. Rồi, lấy luôn camera. Đó, cửa toilet lấy luôn. Mỗi lần mình tắm sẽ có người nhìn mình luôn. Mình ở đâu Phong? Mình ở đâu Phong? Thì mình ở trong đâu? Nhà nhưng mà giờ cái nhà mình giờ đâu khác gì nhà hoang đâu. Đó, thấy chưa? Đây là trời. Bây giờ mấy bạn ơi, ok, mình đã gom hết tất cả những cái đồ trong nhà rồi để mình đi mình cứu bé Cam bạn ơi. Thì bạn thấy không, trong nhà mình bây giờ không còn gì hết trơn á. Nhất định mình phải cứu được bé Cam. Tại vì mình chính là người đã gây ra cái lỗi lầm này, mình sẽ phải cứu bé Cam bạn ơi. Còn nhà thì sắp tới mình nghĩ rằng mình sẽ kêu Sammy qua bên nhà của chị Camui sống chung với chị Camui đỡ. Đó, còn mình thì mình nghĩ rằng là mình sẽ qua bên nhà anh Dịch. Mình sẽ sống chung với Dịch một thời gian đó để mình kiếm tiền lại để mình gọi là xây lại cái ngôi nhà này. Mấy bạn á, mấy bạn xem video á, những bạn nào đang xem video mà thấy gọi là có hiện lên quảng cáo á, các bạn nhớ là hãy bấm vào trong quảng cáo để giúp cho mình có thêm kinh phí để mình có thể lo được cho bé Cam nha anh em. Với lại là mình có thể mua lại được nhà nha. Trời ơi, trời. Khổ quá. Ok, đi. Khoan, cái cây dừa nào bán được, người ta lấy luôn cây dừa luôn. Không mày luôn à. Lấy hết. Ok rồi, để tôi đem qua kia, tôi bán, tôi chuột lại bé Cam coi. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì bây giờ mình cũng đã chuẩn bị được đủ hết tất cả tiền để cứu bé Cam rồi các bạn ơi. Đây, wow. Tổng cộng ở đây là có 100 triệu đó, có rất là nhiều những cọc tiền nè. Với lại là một cái vali tiền luôn đó. Với lại có rất là nhiều những cái bao tiền ở đằng sau luôn các bạn ơi. Đó, mỗi bao này là 20 triệu, cộng thêm mấy cái tiền này nữa là cộng vô hết cũng sẽ được 100 triệu. Nhưng mà Sammy ơi, bà có biết rằng là tôi đã rất là hy sinh không? Cái gì? Tôi đang ngẫm tiền sao không nhìn qua ông, sao nhìn tàn tay vậy trời? Cái gì mà tàn tạ, bà nhìn tôi nè, trời ơi. Mấy bạn ơi, bạn nhìn mình nè, mình hy sinh vì bé Cam mấy bạn ơi. Mình bán luôn bộ quần áo của mình luôn rồi mới đủ tiền để cứu bé Cam. Mấy bạn nhìn mặt mình đi. Đầm cái đầu bà, tôi con trai tôi không bao giờ tôi mặc đầm. Trời ơi, bà nghĩ sao mà bà đem tôi ra bà làm cái búp bê hay làm gì bà bắt tôi mà đi mặc đầm. Đó bạn ơi, bạn coi nè, vì cứu bé Cam mà bây giờ mình gọi là bán luôn bộ đồ của mình luôn. Cũng may á là mình đủ tiền chứ không thôi chắc mình bán luôn cái quần lót của mình luôn á trời. Ok. Tôi không còn gì tôi mặc luôn, cũng may tôi còn được có quần lót với lại cái áo bên trong tôi mặc nè. Thôi đi ra tôi bán hết, tôi không còn gì tôi mặc luôn. Ok, tôi lấy chiếc lá tôi che lại. Okay, bạn ơi. Rồi thôi, bây giờ tôi phải cam đi.
Đủ tiền rồi, bây giờ cứu bé Ca mới được. Chứ giờ mình nhục nhã bạn ơi. Bạn coi nè, mặc đồ kiểu này mà đi ra ngoài đường chắc người ta tưởng mình khùng, ta bắt mình vô trong trại tâm thần luôn á. Thôi ok ok, rồi, cứu bé Cam. Gom tiền vô, cứu bé Cam. Nhanh lên, gom tiền nhanh lên. Rồi ok, đi cứu bé Cam. Ok bạn ơi, rốt cuộc thì mình cũng đã chuột được bé Cam về rồi. Mày nhìn gì Cam? Mày nhìn cái gì? Nhìn tao hắt luôn á. Mày nhìn cái gì? Mày cười cái gì? Trời ơi, bạn con Cam nó cười các bạn. Nó thấy mình không có đồ mặt nó còn cười nữa kìa. Dì cứu nó. Trời, nó vui không? Bạn coi nó vui kìa. Trời ơi, dì cứu nó. Bây giờ mình không còn nổi bộ đồ để mình mặc luôn. Vậy mà nó còn cười các bạn ơi. Thôi rồi, nói chung thì mình cũng đã cứu được con bé Cam về nhà rồi, để cho mấy bạn fan của bé Cam khỏi lo lắng nữa. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của các hành vi của Hero Team đăng kiếm họ cho mọi người trong Hero Team đó nha. Nhớ là nhấn vào nút subscribe ủng hộ cho mọi người đó nha anh em. Và anh em cũng đừng quên nè, là khi mà anh em đang xem video á mà nó có hiện lên quảng cáo á thì bạn nhớ là hãy bấm vào trong quảng cáo để có thể gọi là ủng hộ cho mình, để mình có tiền mua lại quần áo mặc nha anh em. Mình hết quần áo luôn rồi. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt. Thank you.